Hi, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và vừa đây thôi thì Phúc Tài Chính có nói chuyện với một chú mua hàng. Thì chú có nói rằng là chú ấy rất đang háo hức và mong chờ đến cái phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Và có lẽ không chỉ chú ấy mà cả Phúc Tài Chính và tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã từng yêu thương, ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng đã, đang và sẽ đi theo con đường chính nghĩa như vậy thì đều háo hức mong chờ đến cái phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Và có lẽ cũng đúng thôi, bởi vì suốt từ cái ngày mà cô Nguyễn Phương Hằng nhận cái lệnh tạm giam đó thì có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là đau xót cho hai từ chính nghĩa khi mà cô Nguyễn Phương Hằng lên để vạch trần những cái xấu, vạch trần về bộ mặt thật của ông Võ Hoàng Yên, cùng với đó là đấu tranh cho câu chuyện minh bạch từ thiện, rồi đưa cả câu chuyện Thiền Am ra ánh sáng. Tất cả những điều cô ấy làm là đóng góp cho xã hội, nói lên tiếng nói của người dân nghèo. Nhưng khi lâm vào cái hoàn cảnh bị tạm giam đó thì chúng ta thực sự cảm thấy chua xót cho hai từ chính nghĩa. Và ngay cả mặc dù thầy Đặng Anh Quân đã từng đứng trên phiên tòa ngày 21 tháng 9 nói rằng đấu tranh thì tránh đâu, nhưng mà ắt hẳn trong lòng mỗi chúng ta thì đều cảm thấy rất là thương cho cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Và không biết với cô chú, anh chị và các bạn thế nào, trước khi đến cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 thì Phúc Tài Chính cũng cảm thấy rất là hồi hộp và có một cái phần gì đó rất là lo lắng, bởi vì là Phúc lo rằng là cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 trước một cái sự tấn công quá mạnh mẽ trên truyền thông từ những người nghệ sĩ bẩn, ví dụ như là Đàm Vĩnh Hưng hay là Thủy Tiên ra rả tôi là người bị hại, nào là đòi kê biên tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, nào là đòi phong tỏa tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, nào là đòi bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 30 tỷ, 40 tỷ đồng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, tại cái thời điểm đó thì những người nghệ sĩ như Hoài Linh và Thủy Tiên họ mong rằng là cái phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng ngày 21 tháng 9 sẽ là một cái đòn bẩy để họ có thể tẩy trắng được hoàn toàn những tội lỗi của họ để mà quay trở về showbiz để tiếp tục kiếm tiền từ người dân. Và trước cái sự truyền thông mạnh mẽ của họ, họ áp đảo rằng họ là người bị hại, họ áp đảo rằng là họ sẽ đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường rất nhiều tiền như thế, thì có lẽ đã gây ra một cái sự hoang mang trong lòng fan chính nghĩa, không biết rằng là liệu kết thúc phiên tòa này thắng thua sẽ thuộc phần ai. Và có lẽ cũng chỉ là duy nhất cô Nguyễn Phương Hằng thôi, chứ nếu vào người khác thì có lẽ đã thua những người nghệ sĩ rồi. Nhưng mà chắc hẳn rằng là các người nghệ sĩ này bất ngờ lắm, bất ngờ lắm khi bà Nguyễn Phương Hằng tại cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 đã lật ngược lại thế cờ, trở thành một điểm sáng trong phiên tòa đó. Và ngay cả VTV khi tổng kết năm 2023, thay vì đưa hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng lên và ông Đặng Anh Quân lên thì lại đưa hình ảnh của luật sư cô ca sĩ Thủy Tiên, miệng nói lắp bắp là Thủy Tiên công vinh Thủy Tiên như thế, thì có lẽ cũng chỉ là duy nhất cô Nguyễn Phương Hằng có thể lật ngược lại thế cờ để rồi khiến cho những người nghệ sĩ này trở về tay trắng khi đến cái phiên tòa. Và đặc biệt rằng không chỉ là tay trắng mà kể cả sự nghiệp của họ cũng không thể nào tẩy trắng được, tiêu biểu bằng việc là kết thúc phiên tòa thì cô ca sĩ Thủy Tiên có lân la vào cái mặt trận livestream bán hàng TikTok, nhưng cuối cùng thì nhận lại một bão XL. Thưa cô chú, anh chị, suốt cả một cái hành trình dài thì chúng ta đã sống trong những cái ngày tháng mà buồn này, tiếc thương này, lo lắng này, rồi là cả lo sợ nữa, lo sợ rằng là tà sẽ thắng chính. Nhưng mà cuối cùng rằng đến cái thời điểm này thì chúng ta thực sự là cái lúc để mà chúng ta tổng tiến công lên. Bởi vì đến cái phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ chính là xét xử những cái người mà đã buông những cái lời vu khống, nhục mạ, xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm vào bí mật đời sống riêng tư cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, rồi đánh phá công ty cổ phần Đại Nam, và đặc biệt là vùi dập đi quỹ từ thiện Hằng Hữu của cô Nguyễn Phương Hằng làm giám đốc. Và có lẽ đến thời điểm này thì không còn bất cứ một fan chính nghĩa nào cảm thấy lo lắng nữa. Đây là lúc mà chúng ta thừa thắng xông lên. Đây là lúc mà chúng ta lại một lần nữa nhắc đi nhắc lại về những con người đã lên tiếng vu khống bà Nguyễn Phương Hằng, vùi dập đi một tiếng nói chính nghĩa. Và đặc biệt chúng ta nhìn thấy ở trên cộng đồng mạng, cô Nguyễn Phương Hằng là một người sống vì dân vì nước. Và tại phiên tòa ngày 21 tháng 9 ngày đó thì cô Nguyễn Phương Hằng đã nói lên một câu mà chạm vào trái tim của rất nhiều người yêu chính nghĩa, đó là cô muốn quay trở về với cộng đồng, không phải là dành cho cá nhân của cô ấy, mà mong muốn rằng có thể quay trở lại về
về với cộng đồng để tiếp tục thực hiện quỹ mổ tim. Thêm một ngày mà cô Nguyễn Phương Hằng rời xa cộng đồng như vậy thì lại thêm một trái tim cho em không được cứu giúp. Thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt và chắc chắn rằng người tốt sẽ nhận những điều tốt đẹp, còn những kẻ mà đi ngược đạo lý sẽ nhận được những kết quả xấu. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với một bài báo mới về cái phiên tòa của Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Đây là lúc mà chúng ta nhắc đi nhắc lại những cái kẻ mà đã lên tiếng vu khống nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng không có cái lỗi gì với người dân, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng làm những công tác từ thiện sống vì dân, xây đường, xây trường, lập những quỹ mổ tim, quỹ não ung thủy, rất nhiều những chương trình thiện nguyện như vậy, và cũng vì dân để rồi lên trên mạng lên tiếng về ông Võ Hoàng Yên, cũng vì dân để rồi một mình chống chọi với đám showbiz rất là nổi tiếng kia và rất nhiều chiêu trò đạo lý kia. Cô đã hy sinh nhiều như vậy để rồi những kẻ đó đã vùi dập cô Nguyễn Phương Hằng, để rồi trong cái lúc cảm xúc đi lên đã khiến cô ấy va phải cái lằn ranh đó, và bây giờ họ cũng phải trả giá. Tống đạt quyết định xét xử nhà báo Hàn Ni cho bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy là cô Nguyễn Phương Hằng đã nhận được cái thông tin là ngày mùng 1 tháng 3 sẽ là phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, những người mà đã vu khống nhục mạ xúc phạm cô Nguyễn Phương Hằng, bịa đặt những điều sai trái về cô. Và liệu rằng cái quyết định của cô là có xuất hiện tại phiên tòa hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án của nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Chiều 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định xét xử đến bà Nguyễn Phương Hằng, được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Đồng thời, trong 2 ngày 19-20 tháng 2, tòa án cũng đã tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Vậy là Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ cũng đã nhận được thông tin là ngày mùng 1 tháng 3 sẽ ra cái phiên tòa xét xử này. Và một lời gửi tới Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, mặc dù biết rằng là hai người này đang ở trong tù thì cũng không nghe thấy đâu, đó chính là hãy chuẩn bị một tinh thần thép để đến với những màn đối chất nảy lửa nếu như bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Và đặc biệt là hãy khuyên đội ngũ luật sư của Hàn Ni và Trần Văn Sĩ hãy luyện tập trước gương nhiều vào, không đến phiên tòa lại lắp ba lắp bắp như luật sư của Thủy Tiên thì nó lại không hay. Và tiếp theo mời cô chú anh chị và các bạn đến với một cái dòng thông tin rất là đặc biệt này. Cũng theo một nguồn tin, bà Hằng đang chấp hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Vậy thì như vậy là cô Nguyễn Phương Hằng đã không còn ở trong trại T30 nữa, mà bây giờ là cô Nguyễn Phương Hằng sẽ ở trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Trước đó, trong phiên xét xử bà Hằng vào tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệu tập bà Hàn Ni đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Và tại phiên tòa đó thì Hàn Ni cũng đã cố tỏ ra mình là mạnh mẽ để mà đòi quyền lợi cho bản thân. Và quyền lợi cho Hàn Ni tại cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 đó chính là ra về với Đinh Lan với cái số tiền là 18 triệu đồng. Và Phúc Tài Chính cũng đọc một số comment của một số bạn lươn comment trên kênh ấy, là họ nói rằng là này nhá, đến cái phiên tòa của Hàn Ni nhá, là sẽ xét xử lại nhá, rồi là từ cái kết quả đó thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ ngày càng nặng tội hơn. Nhưng mà không có cái mùa xuân đó đâu, cái việc xét xử của cô Nguyễn Phương Hằng đã kết thúc khi mà cô Nguyễn Phương Hằng không kháng án rồi, kết thúc rồi, bây giờ là không có cái điều gì có thể động được với cô Nguyễn Phương Hằng nữa, mà thậm chí là cả những YouTuber ngày trước lên tấn công bà Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ cũng rụt cổ vào rồi. Vì vậy nên là bây giờ là cô Nguyễn Phương Hằng không còn phải đối mặt với bất kỳ một cái sóng gió nào nữa, mà đến bây giờ sóng gió sẽ ập đến với những kẻ mà đã tấn công bà Nguyễn Phương Hằng. Vì vậy nên là bây giờ một số bạn lươn vẫn còn mơ mộng rằng là cái phiên tòa này sẽ lật lại bà Nguyễn Phương Hằng thì không có, không thể nào mà thêm án cho bà Nguyễn Phương Hằng nữa đâu, mà bây giờ là nên lo cho Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đi. Bởi vì như Phúc Tài Chính thấy thì là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đến bây giờ vẫn chưa nhận tội, rồi là những người phạm luật mà lại cố tình vi phạm pháp luật, ngồi xổm lên pháp luật. Đáng lẽ học luật thì người ta phải biết tôn trọng luật pháp, làm gương cho người khác, nhưng đây biết luật, làm luật
mà lại là vi phạm pháp luật. Rồi thêm cả là bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ là tấn công bà Nguyễn Phương Hằng trước. Rồi thêm cả là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ làm một đống video về bà Nguyễn Phương Hằng, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng chỉ nói vài câu cho Hàn Ni và Trần Văn Sĩ thôi. Nên là chắc chắn cái án Hàn Ni và Trần Văn Sĩ nặng đấy. Còn hơn nữa là cô Nguyễn Phương Hằng thì làm rất nhiều việc thiện nguyện cho người dân. Còn Hàn Ni và Trần Văn Sĩ có không? Mở tay ra, tay trắng. Nên là chắc chắn là cái án này sẽ nặng đấy. Nên là thay vì là nghĩ là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ nặng án thêm sau cái phiên tòa này, thì nên lo cho Trần Văn Sĩ và Hàn Ni đi là vừa nhé các bạn lườn. Trước đó, bà Hằng và ông Dũng đã rút đơn yêu cầu Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ bồi thường 300 đến 500 tỷ đồng. Đối với một số Facebooker có hành vi tương tự đối với bà Hằng, cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh thu thập thêm tài liệu chứng cứ xử lý sau. Như vậy là cái phiên tòa mà xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ chỉ là bước đầu xét xử những người mà đã lên trên mạng xã hội vu khống nhục mạ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, bịa đặt những thông tin sai sự thật mà thôi. Mà tiếp theo đó thì những Facebooker cũng sẽ được cơ quan điều tra gọi lên và điều tra một cách cặn kẽ. Vì vậy là không biết rằng sau Ni và Sĩ thì còn em lươn nào tiếp bước nữa không? Nên là chúng ta hãy chờ đợi cái kết quả từ cơ quan điều tra. Và Phúc Tài Chính vẫn tin rằng là những cái điều tốt đẹp sẽ đến thôi, mặc dù là cho dù đến muộn thì nó vẫn sẽ đến. Liên quan đến vụ khẩu chiến trên mạng, trước khi bị bắt, bà Hằng gửi nhiều đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Hàn Ni xúc phạm vu khống và tấn công quỹ từ thiện Hằng Hữu của công ty cổ phần Đại Nam. Bà yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Hàn Ni, buộc chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà khi không được sự đồng ý, đồng thời bồi thường thiệt hại. Như vậy là Hàn Ni, Trần Văn Sĩ và rất nhiều những YouTuber, họ cứ lên trên mạng họ cong mỏ để nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Và cái quan trọng ở đây là họ chỉ biết là dùng những cái xấu nhất, dùng những cái từ ngữ xấu nhất, những cái suy nghĩ xấu nhất để áp đặt lên bà Nguyễn Phương Hằng, chỉ mong muốn là kiếm được nhiều tiền một cách bất chấp. Nhưng mà cuối cùng cô chú anh chị thấy, cô Nguyễn Phương Hằng ở đây thì đã gửi nhiều đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, cô Nguyễn Phương Hằng làm mạnh tay như thế này mà Hàn Ni, Trần Văn Sĩ và các bạn lươn không biết. Như thế vậy mới là quăng lưới để bắt được một mẻ thật là nhiều cá, cô chú anh chị và các bạn ạ. Và nghe cái thông tin này là chắc là Đinh Lan hai chân hai đầu gối cũng run cầm cập đấy. Bởi vì là những người Facebooker rồi cả YouTuber nữa nhận được cái đơn của bà Nguyễn Phương Hằng mà có khi lại không biết cơ. Bởi vì đơn thưa đơn từ thì cơ quan chức năng từ từ giải quyết mà. Nên là thưa cô chú anh chị và các bạn, cái cánh nhà báo dơ, cái cánh luật sư dơ, cái cánh YouTuber dơ này cứ lên trên mạng và nói. Và cứ hàng ngày nói thì cứ thấy là chả có cái chuyện gì đến với mình cả. Bởi vì đơn từ nó đang đi từ từ, từng bước đang được thụ lý. Nên là ngày hôm nay họ không thấy gì, họ cứ đứng lên họ nói thôi. Nhưng mà họ không biết một điều rằng là luật nhân quả luôn có, và cái quả báo thì chắc chắn nó sẽ đến, và nó đến một cách rất từ từ. Vì vậy nên là với những người mà lên trên mạng xã hội để nói thì có thể ngày hôm nay bạn thấy yên bình, nhưng không có nghĩa là tương lai yên bình. Nên là mỗi một con người lên trên mạng xã hội này sẽ bình luận những cái thông tin về đời sống xã hội, còn cái câu chuyện thuộc về bí mật đời tư, bí mật cá nhân thì đó là những cái câu chuyện mà pháp luật bảo vệ nên không được đụng vào. Có thể ngày hôm nay bạn bình yên đó, nhưng ngày mai lập tức có thể là luật báo ứng, luật nhân quả sẽ ập đến với bạn, như cái cách mà ập đến đối với Hàn Ni và Trần Văn Sĩ và rất nhiều Facebooker mà cơ quan chức năng đang điều tra từ những cái lá đơn mà bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, như kiểu là sắp đến ngày hội của fan chính nghĩa, có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đưa ra những quan điểm, đưa ra những bình luận, cả những cái hy vọng nữa, thì mời cô chú anh chị và các bạn đến với những comment từ khán giả trên kênh Phúc Tài Chính nha. Đầu tiên là một comment: bà nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni và ông luật sư Trần Văn Sĩ hãy nên suy xét lại câu nói mà mình đã sử dụng để tấn công cô Hằng, tấn công vào doanh nghiệp, rồi tấn công cả vào việc làm từ thiện của gia đình cô Hằng. Trong khi chuyện cô Hằng vạch trần sự độc ác của ông thần y mạo danh Võ Hoàng Yên và ông Hề Hờ Lờ đâu có liên quan gì đến mình, vì cô Hằng không hề nói động chạm gì đến mình, dù là nửa lời. Cô Hằng bị ở tù, chúng ta cho rằng đó là chuyện đúng đi, thì khi không,
vô duyên vô cớ lại có đến mấy mươi người chẳng biết từ đâu lại hùa vào tấn công liên tục. Vì không kìm chế được bản thân nên cô Hằng đã có một số lời lẽ mà cơ quan chức năng cho rằng đã vi phạm pháp luật nên bắt tạm giam. Vậy còn bà nhà báo thạc sĩ luật Hàn Ni và ông luật sư Trần Văn Sĩ thì sao? Hai người này tự nhiên đút cái đầu vào công kích người tốt rồi công kích cả cơ quan chức năng nên bị cơ quan chức năng bắt tống cổ vào tù. Đúng là ở tù vì ngu, mà đâu riêng gì chỉ hai người này tự rước nhục nhã mà còn là hàng loạt những người như nhà báo, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, danh ca danh hài, MC quốc dân, ngọc nữ, diễn viên gạo cội, luật sư, các YouTube. Tất cả những người kể trên suốt 3 năm qua, ngày nào cũng bị hầu hết người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước, mang tên tuổi ra để hạ nhục, xóc xỉa, mỉa mai. Vì thế, họ phải sống trong nhục nhã ê chề, và sự nhục nhã này nó sẽ khiến cho liên lụy đến tất cả người thân. Vậy là cái ngày mà mọi người mong chờ đã đến, người học luật, biết luật mà phạm luật để xem tòa xử thế nào. Nguyễn Phương Hằng mãi đỉnh, chỉ mong cô giữ gìn sức khỏe, sớm trở lại với xã hội. Nguyễn Phương Hằng ở tù, nhóm nghệ sĩ, luật sư, nhà báo, danh phận chúng nó cũng bị chôn vùi với người hâm mộ. Ra đường hay ca hát trên sân khấu, mắt trước mắt sau, bị tẩy chay trên tầng cây số. Mãi mãi yêu thương chị Hằng, anh dũng đỉnh cao của nhân ái. Không ai làm được như chị Hằng. Ủng hộ và yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng tuyệt đối. Tôi đã nói rồi, cứ từ từ lần lượt vào hết, chẳng qua họ làm việc có bài bản. Phúc Tài Chính nói quá chuẩn luôn, chính nghĩa nhất định sẽ thắng, cứ tự tin lươn to lươn bé đều phải trả giá. Luật sư mà đi thuê luật sư thì loại đó ăn học trò hết cơm. Ở đây là một ý kiến từ cô chú anh chị khán giả có nick là Trần Dung. Chắc chắn Nguyễn Phương Hằng sẽ xin vắng mặt vì Nguyễn Phương Hằng luôn tuân thủ pháp luật và luôn tin pháp luật công minh. Người dân lương thiện đã mong muốn ngày này đối với Hàn Ni Văn Sĩ từ rất lâu rồi. Xem vụ việc các luật sư, nhà báo giỏi sao lại vi phạm pháp luật, mãi yêu quý Nguyễn Phương Hằng, yêu quý Đại Nam, thầy Đặng Anh Quân. Xem như vậy chứ rất nhiều bất ngờ từ phiên xử này. Từ chất vấn nhau, cơ quan chức năng làm tiền đề xử lý mục tiêu chính trong drama Nguyễn Phương Hằng, dự đoán trên 90% là thế. Luôn luôn yêu thương và ủng hộ Nguyễn Phương Hằng, mong pháp luật xử Hàn Ni và Văn Sĩ cho nặng vào. Tôi nhận xét, anh Dũng không bao giờ đến tòa, còn chị Hằng thì sẽ có mặt 100%, vì chị Hằng đi để biết được nhìn thấy con Hàn Ni và thằng Sĩ giỏi lý mà nhận án. Có bét nhất thì hai đứa nó cũng ngồi 5 đến 6 năm, đó là điều chắc chắn. Nhân quả, cười người hôm trước hôm sau người cười, không cống hiến mà lại phá, xuyên tạc doanh nghiệp đã và đang cống hiến lớn cho xã hội, đặc biệt các trẻ em khuyết tật và công nhân lao động nghèo đã được doanh nghiệp Đại Nam chăm lo. Tội thì chị đã nhận, sẽ đến những ai đã công kích vào quỹ từ thiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nghèo. Hình ảnh Hàn Ni cầm chai rượu múa may ướn ẹo ăn mừng khi CEO bị bắt. Điều đó nói lên đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Cán cân công lý rung lên khi Hàn Ni và luật sư Sĩ muốn triệt hạ ai, người đó sẽ bị xuống bùn đen khi họ muốn. Không có sự tố cáo của CEO thì góc khuất xã hội còn kéo dài. Lũ vô đạo đức ngày càng lộng hành, nghề kêu gọi từ thiện ăn chặn của Mạnh Thường Quân và người nghèo tốt bụng còn cả tin sẽ còn bị lạm dụng. Cảnh bầy đàn của nhóm lợi ích xã hội vẫn duy trì. Chúng muốn làm hại những người khác quan điểm không khó. Nào là thuê truyền thông bẩn bêu rếu trên các mặt báo. Kinh khủng con mèo của nhà giàu bị ngã chết, 50 tờ báo đưa tin. Nhà giàu thuê dân anh chị dằn mặt. Sự độc ác ngày càng rõ khi người trong cuộc lên tiếng. Những hành vi xấu gây bức xúc, tự họ tìm lối thoát. Cho dù không đúng tuyệt đối, nhưng vẫn là hiện tượng không đẹp. Nếu không ngăn chặn, sẽ gây hậu quả khôn lường.
Và tiếp theo là một comment, và Phúc Tài Chính nghĩ rằng đây chính là một comment từ một cô chú anh chị ở nước ngoài. Mong rằng Nguyễn Phương Hằng sẽ xuất hiện trước phiên tòa ngày 1 tháng 3 để tất cả mọi người yêu thương cô trong cũng như là ngoài nước được nhìn thấy cô và được chứng kiến những màn đối đáp tuyệt đỉnh của Nguyễn Phương Hằng đối với Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Và Phúc Tài Chính cũng mong muốn như vậy cô chú anh chị ạ. Những màn đối đáp nảy lửa để áp hết vía tất cả luật sư và Hàn Ni, Trần Văn Sĩ ở trên phiên tòa. Thưa cô chú anh chị và bạn, trong khi có rất nhiều người luật sư khác họ đang đi trau dồi thêm kiến thức để bào chữa cho những người thân chủ của mình, thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lại đang đi thuê luật sư để chuẩn bị đến với phiên tòa ngày 1 tháng 3 và chuẩn bị là chính thức đeo còng số 8 thay bộ quần áo sọc Juventus để chính thức bước vào tù. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thì như cô chú anh chị biết thì trong cái drama này thì chú luật sư Kim cũng là một luật sư, và mặc dù là ở cái tuổi đối với ngành nghề khác thì là đã nghỉ hưu rồi, nhưng với ngành luật sư thì hàng ngày chú vẫn đi bảo vệ cho các thân chủ của chú. Và Phúc Tài Chính vừa nhận được một thông tin là chú luật sư Nguyễn Đình Kim đã cứu giúp mạng người này khi cả hai phiên tòa đều tuyên tử hình. Thì đây chính là cái thông tin mà chú luật sư Nguyễn Đình Kim đã gửi cho Phúc Tài Chính. Đầu tiên chính là cái thông báo người bào chữa tham gia tố tụng ngày 11 tháng 5 năm 2022. Và ở trong cái thông báo này thì có thông tin đó chính là sau khi xem xét thủ tục đăng ký bào chữa, căn cứ vào điều 72 và điều 78 của Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hà Nội thông báo: một là ông Nguyễn Đình Kim là người bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn Nam phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 30/2022/TLHSPT ngày 10 tháng 1 năm 2022, và ông Nguyễn Đình Kim thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo đúng quy định của pháp luật. Thì đây chính là một cái vụ án mà buôn bán trái phép chất ma túy, và chú luật sư Nguyễn Đình Kim trở thành người luật sư bào chữa cho cái người Đoàn Văn Nam này. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, như Phúc Tài Chính thấy thì nghề luật sư chính là nghề đi bảo vệ thân chủ, và trong cái quá trình bảo vệ thân chủ này thì họ cũng đã là tạo cho cái người phạm tội có thêm một cái cơ hội để làm lại cuộc đời, giống như là cái quỹ hoàn lương của cô Nguyễn Phương Hằng cho những người đã từng ở tù một cơ hội để làm lại cuộc đời và hòa nhập cộng đồng. Và sau đây chính là những cái chia sẻ của chú luật sư Nguyễn Đình Kim. Thưa cô chú anh chị, và ngay sau đây chính là những cái lời chia sẻ của chú luật sư Nguyễn Đình Kim khi đã giúp được một con người từ án tử hình xuống án chung thân để có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời. Tin vui nhất vào mùng 6 Tết đối với tôi là đã cứu được một mạng người. Thân chủ tôi Đoàn Văn Nam tại Thanh Hóa đã được ký quyết định ân xá từ tử hình xuống chung thân. Tôi là luật sư cho Đoàn Văn Nam từ phiên phúc thẩm đến tiến hành thủ tục xin ân xá. Cứu mạng người, phúc đẳng hà sa, không gì vui hơn của một người hành nghề luật sư như tôi. Mạng sống con người là quý, nhất định phải cứu lấy. Đó là mệnh lệnh và sứ mạng của người luật sư, nếu cuộc sống chọn ta làm điểm tựa. Thưa cô chú anh chị và các bạn, với những chia sẻ của chú luật sư Nguyễn Đình Kim thì chúng ta thấy tình người vẫn hiển hiện tất cả ở mọi nơi, và hy vọng rằng nhờ những cái điều ấm áp từ trái tim đến với trái tim thì những người đã từng lầm lỡ có thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Vì vậy nên chúng ta càng trân trọng hơn cái quỹ hoàn lương của cô Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra, và cô Nguyễn Phương Hằng đã giang tay để giúp những người đã từng lầm lỡ để làm lại cuộc đời. Thay vì là kỳ thị và miệt thị họ thì cô Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra cái quỹ này để họ có thể sớm tái hòa nhập lại cộng đồng. Và nói đến đây thì lại tức Hàn Ni, bởi vì khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã làm rất nhiều điều tốt, và đặc biệt là cái lòng nhân ái của cô Nguyễn Phương Hằng đã cứu giúp được rất nhiều cuộc đời, từ cuộc đời của những trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo như bị bệnh tim hay là bị não úng thủy, từ cuộc đời của những con người bị tai nạn đứng trước sự sống và cái chết cũng được cô Nguyễn Phương Hằng giang tay cứu giúp, cả những người lầm lỡ phải vào tù nhưng mà khi cô Nguyễn Phương Hằng cũng giang tay cứu giúp họ để mà họ có được cái quỹ trở về với cộng đồng, xây dựng lại một cuộc đời mới. Thì Hàn Ni lại hả hê khi mà cái quỹ từ thiện Hằng Hữu bị đóng cửa tạm thời, trong khi cái quỹ đó xây đường xây trường, có khi là xây cả những cây cầu, xây đường để mà Hàn Ni đi qua hàng ngày đấy. Vậy mà Hàn Ni lại hả hê khi mà quỹ từ thiện Hằng Hữu bị đóng cửa như vậy.
Nhưng mà Hàn Ni ơi, Hàn Ni không thể hả hê được đâu, khi mà chắc chắn rằng khi mà cô Nguyễn Phương Hằng sau khi thụ án 3 năm tù thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ trở về và tiếp tục duy trì cái quỹ hằng hữu này. Còn Hàn Ni thì sao? Hàn Ni chuẩn bị bước tới cái bản án không biết rằng sẽ nhận bao nhiêu năm tù giam đây, nhưng chắc chắn một điều rằng Hàn Ni sẽ khó để mà trở về có một cái cơ hội mà làm lắm. Bởi vì con đường của Hàn Ni là làm luật sư mà, 45 tuổi rồi khó mà thay đổi ngành nghề lắm. Nhưng mà làm luật sư bây giờ làm sao khi mà đã bị vào tù? Luật sư bị vào tù thì thử hỏi làm luật sư kiểu gì đây? Vì vậy nên nếu như cô Nguyễn Phương Hằng bước ra khỏi lãnh cung thì sẽ nhận được cái sự chào đón của người dân và tận hưởng cái tình yêu thương từ tất cả mọi người đang mong chờ cô về. Còn Hàn Ni thì coi như là dập tắt rồi, sự nghiệp coi như mất, ai đi thuê luật sư mà phải vào tù. Nên là chắc chắn rằng những người chính nghĩa thì có thể trải qua những khó khăn đấy, nhưng rồi cuối cùng cuộc đời của họ tốt đẹp. Còn những người mà đi ngược chân lý thì chắc hẳn rằng là quả báo chắc chắn sẽ đến. Và đó chính là những cái thông tin mà Phúc Tài Chính chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là chương trình Ngòi Bút Chính Nghĩa đang diễn ra, thì cô chú anh chị có những cái bài thơ, có những cái bài phân tích nào thì hãy gửi đến cho Phúc Tài Chính nha. Ngay sau đây chính là một video Phúc Tài Chính chia sẻ những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Và đặc biệt là Phúc Tài Chính sẽ trích một phần lợi nhuận từ công việc bán hàng này để tạo ra những cái món quà, những cái quà tặng đặc biệt cho cái chương trình Ngòi Bút Chính Nghĩa. Thì cô chú anh chị và các bạn nếu cần những mặt hàng này thì hãy đặt mua ủng hộ cho Phúc nha, ủng hộ cho chương trình Ngòi Bút Chính Nghĩa nha. Và cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Theo Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ. Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói, mỗi gói là 30ml. Và ở đây đều có tem mác dán nhãn đầy đủ như thế này. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế, và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu, và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch, sơ vữa động mạch, và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe, giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài Chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn, đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và có một cái deal rất là hời, đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1.050.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000.
theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn, đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng Kangwa, 60 gói và mỗi gói là 30ml. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính cũng có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng Kangwa 60 gói 30ml 950.000 và được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất, đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng nguyên con hộp 45g loại to. Với một cái deal rất là hời, đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2.850.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị, đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này. Hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả, tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374590012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây thì bên Phúc Tài Chính còn có rất nhiều những cái sản phẩm về sâm nữa. Và trong cái dòng sâm tẩm mật ong này thì còn có một cái loại sâm củ tẩm mật ong cao cấp, hộp 8 củ lớn 300g với giá là 850.000. Và cô chú anh chị và các bạn cũng sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và cái hộp hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong 6 năm tuổi này với 8 củ lớn 300g thì nó rất là to và rất là xịn để cô chú anh chị và các bạn có thể mang trở thành một món quà biếu cực kỳ sang trọng, lịch sự và có ích cho sức khỏe của người được tặng. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn muốn mua sản phẩm này và nhận được một cái deal rất là hời 850.000 và tặng ngay một gói kẹo sâm thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những điều ý nghĩa nhất trong drama này. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.
và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u, gan, dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này, thì đó chính là những người lớn tuổi, này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch, hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1.290.000 đồng, và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn nhé. Không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi, 300g với 10 củ lớn.
và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi và tổng cộng sẽ là 300g là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm xơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300g và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nha. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu Linh Chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ Nhung Hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, EC, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi Nhung Hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, đó chính là máy bắt muỗi Hasto Hàn Quốc. Thì công ty mà Phúc Tài Chính làm không chỉ có những mặt hàng cao cấp như là sâm nấm linh chi, đông trùng hạ thảo mà còn đặc biệt có một dòng sản phẩm nữa, đó là về đồ điện dân dụng. Ví dụ như nồi cơm điện này, lò vi sóng này, chăn điện này, ấm đun nước này, tủ sấy này, rất rất nhiều mặt hàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính giới thiệu một cái đồ điện dân dụng đầu tiên, đó chính là máy bắt muỗi Hasto Hàn Quốc.
Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái máy này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thì bên trong cái máy bắt muối thương hiệu Hasso Hàn Quốc thì sẽ có hình dáng kiểu dáng như thế này. Thì cái máy bắt muối này có trọng lượng là 0,9 kg và được sử dụng trong cái không gian là khoảng 60 m². Công suất tiêu thụ điện là 4W. Máy sử dụng tia UV để hấp thụ muỗi và thu hút và bắt muỗi hiệu quả. Tài Chính sẽ cắm điện và bật điện luôn để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thì đầu tiên cái máy này khi bật điện lên thì sẽ phát ra cái tia UV này. Nó sẽ có tác dụng là thu hút muỗi. Và khi mà muỗi được thu hút vào trong thì sẽ bị nhốt trong cái lồng này. Và cái máy này thì sẽ không sử dụng hóa chất độc hại này, nên là giúp bảo vệ sức khỏe. Thiết kế rất là sang trọng, đẹp mắt và có thể trở thành đèn ngủ trong phòng. Cái đèn này buổi tối hoàn toàn có thể trở thành đèn ngủ. Và sản phẩm dễ dàng sử dụng, thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái sản phẩm máy bắt muỗi thương hiệu Hasso Hàn Quốc này thì hoàn toàn là không có mùi khét và không gây cái tiếng ồn khó chịu. Và máy bắt muỗi thương hiệu Hasso Hàn Quốc này thì rất là thân thiện với môi trường, bởi vì nó sẽ hoạt động theo cái cách đó chính là sử dụng cái ánh đèn này để thu hút muỗi vào đây, và muỗi sẽ bị nhốt trong cái lồng này. Và cô chú anh chị sau đó chỉ cần tháo cái lồng này ra và đổ muỗi đi là xong. Vì vậy nên sẽ không có mùi khét và rất là thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái tiếng gió này rất là êm nên là không gây cái tiếng ồn khó chịu. Và cái cách sử dụng đó chính là chúng ta sẽ đặt cái máy bắt muỗi này ở nơi nhiều muỗi. Và vì muỗi sẽ bị nhốt trong cái lồng này nên để sạch sẽ thì cô chú anh chị hãy thường xuyên vệ sinh nhé. Và đặc biệt là có thể thay cái bóng đèn này định kỳ. Và cái máy bắt muỗi này thì Phúc Tài Chính đã đem về để cho bố mẹ dùng rồi, và bắt muỗi cực kỳ hiệu quả cô chú anh chị ạ. Bắt được nhiều muỗi lắm, thậm chí bắt được nhiều muỗi đến mức mà có khi bắt được cả muỗi của nhà hàng xóm nữa. Vì vậy nên nếu cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là nhà có nhiều muỗi, hay là đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ và muốn bắt muỗi, thì có thể sử dụng cái đèn bắt muỗi này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một cái máy bắt muỗi thương hiệu Hasso Hàn Quốc thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bỏ ra 535.000 là sẽ sở hữu được cái máy bắt muỗi này. Đặc biệt có một cái deal rất là hời, một phần quà rất là hấp dẫn, đó chính là Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một chai 1 lít nước lau sàn quế. Và nước lau sàn quế này đồng thời cũng sẽ xua đuổi muỗi đi. Và cái sự kết hợp giữa máy bắt muỗi và nước lau sàn, Tài Chính sẽ gửi tới cô chú anh chị một cái không gian không còn muỗi nữa và cực kỳ là sạch sẽ, thoáng sạch. Và một chai nước lau sàn quế này thì có giá tới 100.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này đồng thời là có thêm một trợ thủ bắt muỗi đắc lực thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và mỗi một đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những cái ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, đó chính là ấm siêu tốc gôm cảm ứng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và bên công ty Phúc làm thì có cả đồ điện dân dụng nữa, từ nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, rất rất nhiều đồ điện dân dụng. Thì một trong số đó chính là ấm siêu tốc gôm cảm ứng này. Và hiện tại thì gia đình Phúc cũng đang dùng cái ấm này cực kỳ là tiện lợi cô chú anh chị và các bạn ạ. Đây chính là ấm đun nước thủy tinh siêu tốc điều chỉnh nhiệt độ, khử clo và giữ nhiệt. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ cắm điện vào để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Khi cắm điện vào thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ hiện luôn nhiệt độ ở đây. Và cô chú anh chị và các bạn có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ ở đây để có được cái nhiệt độ mà mình mong muốn. Và cô chú anh chị có thể nhìn Phúc Tài Chính chỉ bấm một chạm ở đây là máy đã hoạt động luôn rồi. Đây, máy chuẩn bị lên hoạt động cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây, máy đang sôi rồi ạ. Và như vậy chỉ với một chạm thôi, điều chỉnh đến mức nhiệt độ cô chú anh chị mong muốn là máy có thể hoạt động luôn rồi. Và với ấm siêu tốc gôm cảm ứng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì đầu tiên là cái phần thủy tinh này rất là an toàn cho sức khỏe, bởi vì là cái thủy tinh này được sử dụng trong các thiết bị bảo quản thực phẩm trong nấu nướng, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Và phần gia nhiệt được làm từ inox 304 liền khối, cao cấp, an toàn, không gây độc hại. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy đế ở đây, đế rất là thông minh khi có thể xoay 360 độ như thế này, rất là tiện lợi. Và với cái ấm này thì sẽ có chức năng giữ nhiệt trong vòng 2 giờ đồng hồ nên rất tiện sử dụng. Đặc biệt đó chính là cái cơ chế bảo vệ tự động ngắt nguồn khi nước sôi cô chú anh chị và các bạn nhé. Khi mà nước sôi lên đến nhiệt độ cô chú anh chị và các bạn mong muốn thì cái máy này nó sẽ tự động tắt. Vì vậy nên sẽ tránh được cái tình trạng mà quên tắt ấm nước.
Và cô chú anh chị có thể thấy ở đây, vì đây là cái lớp thủy tinh nên chúng ta có thể nhìn được vào bên trong. Thiết kế rất là sang trọng, hiện đại, làm đẹp thêm cho ngôi nhà của cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cái phần này. Đó, cái phần này thì cô chú anh chị và các bạn khi mà nhà có công có việc thì có thể cho luôn trà vào đây, kéo xuống để có thể hãm luôn được một ấm trà nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một ấm đun nước gum cảm ứng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một chai nước rửa chén thiên nhiên 500ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái chai nước rửa chén thảo mộc này có giá là 55.000. Và để nhận được một cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số 0374590012 để nhận ngay cái deal hời này nha. Và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama. Phúc Tài Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là chị xài thấy tốt em ạ. Em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn An Cung. Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé. Tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy. Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi. Tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng, nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn. Và về phí ship thì bên Phúc Tài Chính cũng sẽ hỗ trợ tối đa, giảm ship và miễn phí ship trong tùy từng trường hợp. Thì với những cái đơn hàng từ 1 đến 2 cân thì ở khu vực Hà Nội phí ship sẽ là 10.000 đồng và những cái tỉnh khác thì sẽ là 15.000 đồng. Với những đơn hàng lớn từ 3 đến 4 cân, một cái thùng rất là to đấy ạ, thì phí ship ở Hà Nội sẽ là 20.000 đồng, còn phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 30.000 đồng. Còn với những cái đơn hàng mà cô chú anh chị mua những cái đơn hàng rất là lớn, từ 5 đến 6 cân một cái thùng hàng rất to đấy ạ, thì phí ship ở khu vực Hà Nội sẽ là 30.000 đồng và phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 50.000 đồng. Đây là một cái giá ship mà Phúc Tài Chính đã giảm tối đa từ 50 đến 70% phí ship rồi. Và cô chú anh chị chỉ cần trả từ 30 đến 50% mà thôi. Và một lần nữa thì Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đặt mua hàng từ bên Phúc Tài Chính. Đó là một cái sự ủng hộ Phúc Tài Chính cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video mới nhất nhé. Bye bye!